Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Kevin Vlog Cuộc Sống ở Cambodia. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi mọi người. Mình sẽ dắt mọi người đi tham quan một cái ngôi chùa mà gần nơi mình sinh sống nha. Thì mình sống ở Campuchia, mà đây là đất nước chùa tháp. Mà mình không làm một cái tập nào đó giới thiệu về chùa ở Campuchia thì đó là một điều rất là thiếu sót trên kênh của mình nha mọi người. Thì mình sẽ dắt mọi người ha, sang tham quan cái ngôi chùa gần mình nha. Đó bạn. Cái hướng tay của mình đó là ngôi chùa mà mình sẽ đi tới nha mọi người. Thì để đi được qua cái ngôi chùa này thì mình sẽ băng qua cái chợ nha. Trước mặt mình là cái chợ này. Xong rồi mình đi ra ngay cái ngã tư đó. Xong rồi mình rẽ trái qua, mình đi thẳng tới là tới cái ngôi chùa đó nha mọi người. Ok, thì hôm nay trời không có mưa và phong cảnh rất là đẹp nha mọi người. Và bây giờ thì let's Ok, và bây giờ mình đã đi tới cái ngã tư rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thẳng tới là tới cái ngôi chùa mà mình sẽ khám phá ngày hôm nay nha. Hôm nay thì thời tiết không có mưa nên là cũng khá là khô ráo, và cuối tuần nên là cũng ít phương tiện đi lại mọi người. Cái khu vực này là mình đang đi trên vỉa hè, và cái hàng rào này là cái hàng rào của một cái ngôi trường cấp 2 nha mọi người. Trường cấp 2 và cấp 3 ở Campuchia. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái tập giới thiệu về cái ngôi trường này nha. Và sau hơn 5 phút đi bộ thì mình đã có mặt ở trước ngôi chùa rồi nha mọi người. Thì đặc điểm của ngôi chùa của người Khmer hay là người Campuchia thì ở mặt trước đều có những cái tòa tháp màu vàng vàng này nha mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ cùng vào trong tham quan ngôi chùa này nha mọi người. Thì phía trước có rất là nhiều người mua bán ở trước cửa này. Thì cổng này là cổng phụ nha. Mình sẽ đi vào cổng khu vực ở đây. Đây là cái cổng rất là mang nét đặc trưng của người Campuchia luôn nha mọi người. Wow, khu vực bên trong rất là rộng nha. Và bây giờ thì mình sẽ vào bên trong khám phá nha mọi người. Thì theo như mình tìm hiểu thì ngôi chùa này có hai chánh điện nha. Thì phía mà mình đang đi vào nè. Đây là cái chánh điện cũ nha mọi người. Thì khu viên của ngôi chùa này rất là rộng nha mọi người. Thì mọi người có thể thấy là phía bên ngoài này nè, có một cái cửa nha. Đây là cửa chính để đi vào chùa nha mọi người. Thì mình sẽ đi vào bên trong xem chánh điện cũ này có những cái nét đặc sắc nổi bật gì nha. Thì mình là người con Sóc Trăng nên là chùa của người Khmer hay là người Cam thì mình cũng không có xa lạ gì lắm. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên mình đi vào tham quan một ngôi chùa của người Khmer nha mọi người. Mình nhìn sơ ở phía bên ngoài á, thì cái chánh điện rất là rộng lớn nha. Tuy là chắc cũng theo mình nghĩ là chánh điện này, ngôi chùa này đã xây từ rất là nhiều năm rồi nên là cũng có dấu hiệu của thời gian. Thì khu viên mình thấy là rộng lắm, và đặc điểm nổi bật là tông màu vàng
thì người Khmer hay là người Cam họ rất là yêu chuộng màu vàng và màu cam nha. Thì đây đây là chánh điện mới nha mọi người. Mình thì mình không có thấy ai ở xuất hiện ở khu vực này nha. Mình nghĩ là họ sẽ ít ít lui tới chánh điện này, vì theo mình thấy là hiện tại chánh điện này người ta gần như là người ta không sử dụng tới nữa, mà người ta sẽ tập trung về chánh điện mới. Thì mình sẽ đi một vòng nha, tham quan. Phía trước này là có một cái cổng nữa nè mọi người. Theo mình đoán là chánh điện này được xây từ rất là lâu rồi nha, rất là rộng lớn nha. Và bây giờ mình sẽ dắt mọi người tham quan chánh điện mới nha. Thì nhìn sơ ở phía bên ngoài thì chánh điện mới rất rất là đẹp nha mọi người. Màu vàng cam, có mái ngói màu nâu đất, rất rất là nổi bật và mang đậm chất của người dân Campuchia. Phía bên ngoài mình thấy là có rất là nhiều cây xanh nha, và những cái chậu cây nè mọi người, rất rất là thoáng mát và sạch sẽ. Mình sẽ dắt mọi người đi vào bên trong tham quan bên trong chánh điện nha. Thì phía trên này có một cái bức tranh rất 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 là đẹp, công nhận là thật là tuyệt vời luôn. Mình sẽ đi lên trên để tham quan nha mọi người. Thì rất là vinh dự cho mình khi mình biết đến ngôi chùa và hôm nay mình đến đây để tham quan nha. Và bây giờ mình đã có mặt ở khu vực chánh điện rồi nha mọi người. Thì phía trên này có rất là nhiều cây xanh nha, và đây là một chậu hoa sen rất 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 là đẹp nha. Đây là bên trong chánh điện nha mọi người. Mọi người cùng mình đi vào trong tham quan nha. Thì đây là lần đầu tiên mình đến một ngôi chùa và mình rất rất là bất ngờ nha, vì ở bên trong khu vực chánh điện này rất là rộng lớn và đẹp nha. Mình sẽ quay cho mọi người xem một vòng bên trong chánh điện nha. Thật sự là nói là thì mình không có từ ngữ nào để diễn tả nữa nha mọi người. Thì mình cảm thấy là bên trong rất là ấm nha, và đặc biệt là trang trí rất là đẹp, những cái họa tiết đặc sắc của người Campuchia về những vị Phật và họa tiết rất là mang nét đặc trưng của người Khmer hay là người Campuchia. Thì mình sẽ đi vào bên trong nha. Thì đây là lần đầu tiên mình khám phá ngôi chùa của người Khmer hay là người Campuchia, vì mình ở Sóc Trăng nhưng mà mình cũng chưa có dịp đến tham quan ngôi chùa của người Khmer. Cánh cửa rất là rộng nha mọi người. Chào mọi người. Thì sau khi mình đến mình tham quan á, thì mình cảm giác là mình rất là sốc nha. Mình chưa từng nghĩ là mình thấy ở bên ngoài thì cũng khá là nhỏ, nhưng mà ở khu vực bên trong là rất là rộng lớn nha mọi người.
Ok, sau khi tham quan thì bây giờ mình đi về thôi mọi người ơi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những clip tiếp theo nha.